thuộc khu phố Cửu Lợi Tây, phường Tam Bông Nam, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Thì ngôi nhà này được thiết kế có 3 gian. Gian chính giữa đó là nơi thờ của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Và gian bên trái là gian những hình ảnh hoạt động từ năm 1925 đến năm 1930. Trong đó là có tiêu biểu là đồng chí Nguyễn Trâm, là người bí thư chi bộ đầu tiên của chi bộ Cửu Lợi Hoài Nhơn, cũng là chi bộ đầu tiên của tỉnh Bình Định. Và gian phía bên phải đó là gian trưng bày những hoạt động và giai đoạn 1936-1939 cho đến năm 45. Và phía sau nhà lưu niệm chi bộ Cửu Lợi đó là hình ảnh cây cừa, là nơi mà chi bộ Cửu Lợi được thành lập tại đó. Bây giờ mời đoàn chúng ta sẽ tiến vào gian giữa để thắp hương. Xong rồi thì mời đoàn chúng ta di chuyển sang gian bên trái của ngôi nhà. Các bạn,
Kính chào quý thầy cô và tất cả các em. Thì Hoài Nhơn là một thị xã nằm ở phía bắc tỉnh Bình Định, có phía bắc giáp với huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, phía nam giáp với huyện Phù Mỹ, phía tây giáp với huyện Hoài Ân, An Lão và phía đông thì giáp với Biển Đông. Và những năm 1925-1930 thì tại Hoài Nhơn này đã xuất hiện một tầng lớp thanh niên trí thức. Họ là những hạt chống đỏ gieo mầm cho sự hình thành và phát triển phong trào cách mạng ở Hoài Nhơn. Trong đó tiêu biểu có đồng chí Nguyễn Trăng. Nguyễn Trăng tên thật là Nguyễn Tấn Hưng, sinh năm 1904, quê cha ở Hoài Hảo, quê mẹ ở Cửu Lợi, Tam Quan, nay là Cửu Lợi Tây, Tam Quan Nam. Thì Nguyễn Trăng là một người có khí chất thông minh, lại có điều kiện vào Nam ra Bắc, cho nên anh đã bắt liên lạc được với các tổ chức như Nam Định, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Sài Gòn. Sau đó thì anh đã chọn Sài Gòn làm điểm dừng chân của mình, bởi vì được biết là Sài Gòn là một nơi có phong trào đấu tranh diễn ra rất là mạnh mẽ, cho nên Nguyễn Trăng đã chọn Sài Gòn làm điểm đến của mình. Và tại Sài Gòn này thì Nguyễn Trăng đã bắt liên lạc được với Kỳ Bộ Nam Kỳ, và Kỳ Bộ Nam Kỳ đã cử đồng chí Phan Trọng Quảng. Phan Trọng Quảng là một người thanh niên đã được Nguyễn Ái Quốc đào tạo từ Quảng Châu về đường lối chủ nghĩa Mác Lênin, con đường giải phóng dân tộc, để về truyền bá lại trong cả nước. Đồng chí Phan Trọng Quảng đã cùng với Nguyễn Trăng về Cửu Lợi để quan sát tình hình. Và khi Cửu Lợi thời đó thì lúc này thì ở đây là xung quanh là cây cối rậm rạp và sông nước bao quanh tam mạch, tạo nên một địa thế khá thuận lợi cho việc hoạt động bí mật. Cho nên Kỳ Bộ Nam Kỳ đã thống nhất, và vào tháng 2 năm 1928 thì nơi đây đã thành lập Chi hội Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Thì tổ chức lúc đầu thì chỉ có 3 đồng chí, đó là Nguyễn Trăng, Tôn Chất và Hình Triết. Đồng chí Nguyễn Trăng được bầu làm bí thư. Đây là hình ảnh cửa biển Tam Quan, là một cái cửa biển vô cùng quan trọng. Nơi đây thì là cái nơi để mà giao dịch, trao đổi hàng hóa. Và đây là hình ảnh mô hình chiếc ghe bầu, là cái phương tiện mà đồng chí Nguyễn Trăng, lúc đó là đồng chí Nguyễn Trăng phải giả dạng là người đi buôn, sử dụng chiếc ghe bầu này để vào Nam ra Bắc, để tìm cách bắt liên lạc với các tổ chức cách mạng. Thì tổ chức lúc đầu là chỉ có 3 đồng chí, nhưng sau đó đã kết nạp thêm là đồng chí Nguyễn Phán, Nguyễn Cúc, Nguyễn Nghĩa. Và đến tháng 12 năm 1928 thì phát triển lên thành Huyện Bộ Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội. Và nhiệm vụ của tổ chức lúc bây giờ đó là chủ yếu, đó là tập hợp lực lượng quần chúng, tổ chức các lực lượng vũ trang, tuyên truyền chủ nghĩa Mác Lênin và chuẩn bị cho việc thành lập một chính đảng của giai cấp công nhân, đó chính là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và vào ngày 3 tháng 2 năm 1930, khi Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, thì đây là một bước ngoặt lịch sử vô cùng quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Và từ khi có đảng ra đời thì đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh chống Pháp rất là sôi nổi. Thì tuy nhiên thì trong nhận thức của một số bộ phận đảng viên cũng như quần chúng vẫn còn những cái nhận thức mơ hồ về cái đường lối cách mạng. Cho nên vào tháng 10 năm 1930 thì Trung ương Đảng đã thông qua bản luận cương chính trị do đồng chí Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Trung ương Đảng soạn thảo. Và đây là những cái hiện vật đã được phục chế lại về bản soạn thảo của đồng chí Trần Phú, cũng như là những bút tích của đồng chí Nguyễn Trăng. Và thì cùng với phong trào cách mạng của cả nước thì đến và xét theo lời đề nghị của đồng chí Nguyễn Trăng và đồng chí Huỳnh Triết, đây là hai đồng chí đảng viên đầu tiên của Hoài Nhơn được kết nạp tại vùng Đa Cao Sài Gòn. Thì xét theo lời đề nghị đó thì Thành ủy Sài Gòn đã cử đồng chí Nguyễn Du, tức là Cẩm, để về Cửu Lợi này để mà củng cố và phát triển, giúp đỡ cho những đồng chí trong tổ chức thanh niên cách mạng đồng chí hội này để phát triển lên thành chi bộ Cửu Lợi. Và vào tháng 8 năm 1930 thì chi bộ Cửu Lợi này đã được thành lập trong điều kiện đó là hoàn cảnh bí mật dưới sự dò xét khủng bố rất là dã man của bọn thực dân Pháp. Và nơi thành lập chi bộ Cửu Lợi đó là dưới tán lá rậm rạp của cây cừa nằm cạnh ở ven đồng, hay còn gọi đó là đồng Đức Lợ, trong vườn dừa của nhà đồng chí Tôn Chất, là nơi mà chúng ta đang đứng ở đây. Và hiện tại thì cây cừa vẫn còn ở lại phía bắc của nhà lưu niệm chi bộ, lát nữa thì chúng ta sẽ ra đó để tham quan. Thì chi bộ lúc đầu thì có 5 đồng chí, đó là Nguyễn Trăng, Trần Triết, Tôn Chất, Đoàn Tính và Cao Thành. Đồng chí Nguyễn Trăng thì được bầu làm bí thư. Và từ khi chi bộ được thành lập thì bắt đầu phong trào này lại càng mạnh mẽ hơn.
Và sau đó thì năm đồng chí này cũng chính là năm huyện ủy viên lâm thời của huyện ủy Hoài Nhơn được thành lập tại chi bộ Ngữ Lợi này. Thì trong quá trình đó thì hoạt động cách mạng bắt đầu là được phát triển càng ngày càng mạnh mẽ, thì thực dân Pháp lại tiếp tục càng khủng bố mạnh mẽ hơn nữa. Và trong giai đoạn 1930-1931 này thì thực dân Pháp đã đàn áp rất là dã man và bắt bớ nhiều chiến sĩ cách mạng của ta. Lần lượt các chiến sĩ nòng cốt cũng bị địch bắt. Thì đến ngày 3 tháng 4 năm 1931 thì đồng chí Nguyễn Trâm cũng bị bọn chúng bắt và giam tại nhà tù Quy Nhơn. Thì trong nhà tù thì đồng chí Nguyễn Trâm cũng đã thể hiện khí tiết kiên trung của một người chiến sĩ cách mạng, là thà chết chứ không hề khai báo bất cứ một điều gì. Thì bọn chúng lại tiếp tục tra tấn rất là dã man nhưng vẫn không khai thác được gì. Thì không chịu nổi những cái trận đòn roi của kẻ thù, ngày 26 tháng 7 năm 1933 thì đồng chí Nguyễn Trâm đã hy sinh tại nhà tù Buôn Ma Thuột. Thì từ khi chi bộ được thành lập thì chi bộ đã đề ra những tôn chỉ, mục đích hoạt động của chi bộ Ngữ Lợi đó chính là ra sức phát triển đảng viên. Thì trước tiên là chú ý lựa chọn những đảng viên trong số thành viên của nhóm ủng hộ cộng sản, đó là những cái thành viên mà ở trong cái tổ chức Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội á. Và thứ hai nữa là đẩy mạnh tuyên truyền vận động quần chúng để lập các đoàn thể của quần chúng như năm hội đỏ phụ nữ. Và chúng ta đã biết thì đối với về phụ nữ thì trong cái số mà những người phụ nữ mà được vào trong cái tổ chức này thì đó là tiêu biểu là có chị Huỳnh Thị Thanh. Là chị Huỳnh Thị Thanh này chính là vợ của Nguyễn Trâm. Thì trong quá trình mà khi Nguyễn Trâm bị bắt thì lúc này là chị Huỳnh Thị Thanh đang mang thai đứa con trong bụng. Sau đó thì khi Nguyễn Trâm bị chết trong nhà tù thì đứa con sinh ra thì không được biết mặt bố, và đến khi 5 tuổi thì cháu bé này cũng mất. Mời đồng chúng ta qua bên này. Khi chi bộ Ngữ Lợi được thành lập thì lần lượt các chi bộ ở trong huyện Hoài Nhơn này tiếp tục được thành lập. Thì đây là cái số mà những chi bộ cũng như là tên của các đồng chí bí thư trong từng chi bộ và những hiện vật, đây là những kỷ vật còn sót lại của các đồng chí đảng viên trong từng chi bộ. Mời chúng ta quay nhanh. Thì từ năm 1930-1931 đó là phong trào cách mạng đã diễn ra rất là mạnh mẽ, và trong đó thì tiêu biểu là cuộc biểu tình vào đêm 22 rạng sáng ngày 23 tháng 7 năm 1931. Thì hơn 3.000 người dân ở Hoài Nhơn từ khắp các ngã đường, ở đây chúng ta thấy là có 4 ngã đường từ 4 hướng Đông Tây Nam Bắc đã tiến về Phủ Lỵ Bồng Sơn. Thì trên đường đó thì có một toán quân ở phía cánh bắc là do đồng chí Lê Không chỉ huy. Thì trên đường để tiến về Phủ Lỵ Bồng Sơn thì khi đi ngang qua làng Hung Công thì đã bị tên Lý Trưởng và cái đón tổng phu chặn lại, đánh đập rất là dã man. Cho nên trong quá trình giằng co qua lại giữa đôi bên thì một người trong toán tự vệ đỏ của chúng ta đã đâm chết tên Lý Trưởng. Và vì cái sự đâm chết tên Lý Trưởng đó cho nên là thực dân Pháp lại càng ráo riết, càng khốc liệt hơn nữa. Cho nên đoàn biểu tình này là buộc phải là đẩy nhanh tiến độ và để tiến thẳng về Phủ Lỵ Bồng Sơn nhanh hơn. Thì khi đó thì đến cây số 7 Tài Lương thì bọn thực dân Pháp đã chặn lại, và lúc này thì chúng đã dùng súng, gậy gọc và bắn vào đoàn biểu tình của ta. Thì trong quá trình đó thì họ đã bắn và làm cho cái đoàn biểu tình này thì có rất là nhiều chiến sĩ là bị chết, và chúng đã cũng đã bắt bớ để lung sục để tìm cho được người mà đã đâm chết cái tên Lý Trưởng này. Thì trong quá trình đó thì hơn 500 chiến sĩ của ta là bị chúng bắt và chúng giam tại các nhà tù như là Buôn Ma Thuột, nhà lao Quy Nhơn, rất là nhiều. Thì trong quá trình đó thì chúng lại đàn áp và tra tấn rất là dã man, nhưng cũng không hề khai báo được, không hề nhận được một cái tin tức nào để biết được ai là người đã đâm chết tên Lý Trưởng. Cho nên lại cái máu sục sôi trong của bọn thực dân Pháp này họ lại càng lớn mạnh hơn, thì họ lại càng đàn áp nhân dân mình nhiều hơn nữa. Chính vì thế thì đồng chí Lê Khâm đã dũng cảm đứng ra và tự nhận mình là người đã đâm chết tên Lý Trưởng. Và bọn thực dân Pháp lúc này thì đã kết án tử hình đối với đồng chí Lê Khâm. Thì khi đồng chí Lê Khâm đã bị
đã bị tử hình, thì các đồng chí cách mạng của chúng ta đang bị giam trong các nhà tù, thì đến năm 1935 thì mãn hạn tù, thì các đồng chí này quay trở về và lại tiếp tục phong trào đấu tranh chống Pháp. Và đến tháng 9 năm 1939 thì lúc này chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thì nhân dân ta lại chịu cảnh một cổ hai trầm. Pháp đã đầu hàng phát xít Đức và dân Đông Dương cho Nhật, cho nên nhân dân ta lại bắt đầu là khốn đốn. Và chính vì vậy, vào tháng 3 năm 1941 thì tại làng Bắc Bó, Cao Bằng, thì Nguyễn Ái Quốc đã triệu tập hội nghị Trung ương 8 để thành lập mặt trận Việt Minh và củng cố một số lực lượng vũ trang để chuẩn bị sẵn sàng để kháng chiến. Và đến tháng 3 năm 1945 thì phát xít Đức đã bị chúng ta tiêu diệt và Nhật đã đầu hàng đồng minh vô điều kiện. Vậy thì tin thánh trọng từ khắp các nơi đã loan trở về. Thì chính từ chỗ đó thì vào cuối tháng 4 năm 1945 này thì Ủy ban Mặt trận Cứu quốc Hoài Nhơn cũng đã được thành lập. Và đến tháng 8 năm 1945 thì tại Cấm An Sơn ở Hoài Châu, cũng là thuộc thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, thì nơi đây, đây chính là cái vùng đất đó, là đã được thành lập cái chi hội. Bây giờ mời chúng ta sẽ ra phía bên sau để quan sát xem lại hình ảnh cái cây cưa là nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên. Xin mời đồng chúng ta di chuyển. Cái cưa còn lại nha. Và ở đây chúng ta thấy là có biểu tượng là 5 ngôi sao tượng trưng cho 5 người đảng viên đầu tiên của chi bộ Cửu Lợi, chi bộ đầu tiên của huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Quý thầy cô và các em quay lại phía sau, đó chính là cây cừa đó. Cây cừa này thì đã sống đi chết lại rất nhiều lần trong quá trình mà chiến tranh bom đạn. Thì lúc trước thì theo kể lại rằng á, thì cây cừa này cái gốc rất là to. Và nơi đó thì ở chính giữa cái gốc cây cừa là người ta sẽ khoét có nhiều cái lỗ. Và trong nhiều cái lỗ đó người ta sẽ nhét những cái tài liệu mật vào. Các chiến sĩ của mình là cứ mang tài liệu và nhét vào trong cái gốc cây cừa đó. Trong đó ví dụ như đồng chí Nguyễn Văn cứ giả dạng là những người đi buôn. Hầu như là chúng ta là giả dạng là người đi buôn hết. Cho nên trên phương tiện chiếc ghi bầu đó thì sẽ cập bến lại cây cừa. Và đến cây cừa này thì sẽ nhét những cái thông tin đó bảo mật vào trong từng cái gốc cây. Nhưng mà sau này thì cây cừa này là chiến tranh tàn phá đến nhiều lần, sống rồi chết. Thì đến nay thì cây cừa này vẫn còn được ở lại. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh là đã cho trùng tu lại cái khu vực này để bảo quản và lưu lại cái hình ảnh cây cừa để cho chúng ta có thể đến đây để tham quan, để xem lại chiến tích này. Và còn trước kia thì ở đây thì nói chung đây là vườn dừa của nhà đồng chí Tôn Chất, cho nên ở đây cây cối rất là rậm rạp, toàn là dừa là chính và sông nước là phủ kín ba mặt hết. Tuy nhiên thì sau một thời gian thì đến nay thì giờ cái dòng sông này nó cũng đang bị thu hẹp lại dần, thì nó rộng dài ra phía trước kìa. Thì đó chính là cái việc thành lập của chi bộ Cửu Lợi. Bây giờ mời đoàn chúng ta có thể là tham quan tự do và chụp ảnh lưu niệm. Kính chúc quý thầy cô và các em có một chuyến tham quan đầy thú vị và bổ ích.